Xin kính chào quý vị, vẫn đang xem chương trình Việt Build Sức khỏe tâm lý, gia đình và cộng đồng của đài Lido Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 và Galaxy 19. Thì hôm nay Peter và bác sĩ Châu đang nói về lớp học và những cái đề tài liên quan tới bệnh tâm thần. Thì một lần cuối cùng để quý vị nào nãy giờ chúng ta chưa có ghi xuống kịp hoặc là chưa chụp hình kịp, để ghi xuống lại cái lịch trình ghi danh và cái liên lạc, là đầu tiên là đây là cái màn hình mà nói về cái ngày khai giảng. Là ngày thứ bảy 7 tháng 9, hạn chót để quý vị ghi danh là ngày thứ bảy 31 tháng 8, và đây là địa chỉ mà lớp học sẽ tổ chức. Nếu quý vị nào mà không ghi kịp địa chỉ thì không sao, chị Anh Đào sẽ cho quý vị địa chỉ qua phone cũng được, cho nên đừng có lo về phần này lắm. Và cái đề này là quan trọng đây nè, là cái số phone và email để mà liên lạc để ghi danh. Thì hồi nãy bác sĩ Châu có dặn là quý vị nào mà cần phải học lớp này ngay thì xin gọi ngay lập tức khi xem chương trình này, đừng có chờ, tại vì có 30 chỗ thôi. Nếu mà chờ hết chỗ là phải chờ tới tháng giêng, tức là chờ tới 4 tháng rồi để mà học lại, để mà đi học tiếp. Thì quý vị nào mà cần biết là chúng ta cần đó, chúng ta ráng sắp xếp gọi để ghi danh ngay, giữ chỗ để mà có một cái cơ hội để đi học. Lớp học miễn phí hoàn toàn, không có tốn tiền cho quý vị. Và chúng tôi sẽ cung cấp những cái tài liệu rất là giá trị để quý vị đọc, để hiểu thêm. Và quý vị sẽ được nghe từ những người chuyên môn trong ngành như là bác sĩ Châu, những bác sĩ mà quý vị đã xem chương trình TV của với lại Peter, bác sĩ Xuyến, bác sĩ Giao, vân vân. Những người này là những người mà làm thiện nguyện để giúp đỡ cho hội và giúp đỡ cho cộng đồng. Họ rất là dễ thương, họ rất là yêu quý cái công việc này và họ muốn giúp đỡ cho mọi người. Thì hồi nãy Peter đang nói và bác sĩ Châu nói về vấn đề làm sao để kêu gọi những người trẻ để mà đi học về những cái ngành nghề này, vì chúng tôi rất là cần. Cái khóa Peter học, cái cohort của Peter là cái lớp Peter học ra trường đó, là it's a part time program, nhưng mà cũng khoảng chừng 300-400 người, nhưng mà as far as I know, my cohort không đếm không tới 5 người Việt Nam. Wow. Out of, you know, bao nhiêu người African American, người Mỹ trắng, người gốc Mẹ, rất là nhiều quý vị, nhưng mà người Việt Nam mình tôi đếm không tới 5 người. Cho nên là đó là một cái vấn đề, là thì hồi nãy Peter có hiểu được là thực sự ra thì đúng là nhiều cha mẹ không biết về vấn đề này để mà động viên con em mình học. Cho nên là đây là một cái vấn đề mà hy vọng từ này về sau, chúng ta, quý vị có chương trình này, chúng ta hiểu thêm và chúng ta không có cần bị sợ hãi nữa về sức khỏe tâm thần hay là bệnh tâm thần. Thì chúng ta nói với con em mình được là động viên con em mình học về tâm lý đi, học về social work đi, vân vân. Tại vì đó là cái nghề cũng rất là kiếm được tiền, không đâu có thua gì ai đâu. Đúng rồi. Nhưng mà rồi. Là cái nghề rất là ý nghĩa nhiều, và nhiều job. Dạ vâng. Thì là nghề lúc nào cũng có job hết trơn đó. Đúng rồi. Như nào cũng biết people. Yes. mà người ta cứ nghĩ là học ra thạc sĩ về xã hội học thì chỉ có làm một loại việc thôi. Cái đó không đúng, làm được rất là nhiều việc, có rất là nhiều cơ hội từ tâm lý trị liệu tới cán sự xã hội, rồi tới những cái chức mà nó gọi là giám đốc cho những cái chương trình y khoa tâm thần, tâm lý, thì cơ hội nó rất là lớn tùy theo cái khát vọng của con em. Đúng rồi, dạ. Yeah. So. Thì hồi nãy Peter có hứa là bác sĩ Châu sẽ nói về một cái event trong tháng 9 và một cái đề tài rất quan trọng là vấn đề tự tử của bác sĩ. Thì tháng 9 là cái tháng mà trên nước Mỹ nó gọi là Suicide Awareness Month, nghĩa là cái tháng để dành cho mình có những cái tổ chức mà chú trọng về cái vấn đề tự sát trên nước Mỹ này. Thì đặc biệt là ngày Chủ nhật, nhưng mà anh dạ, 22 tháng 9. Dạ, 22 tháng 9 trên màn ảnh thì đây là Chủ nhật ngày 22 tháng 9 tại Freedom Hall ở Miles Square Park, thành phố Fountain Valley, thì có tổ chức một cái buổi concert, nghĩa là văn nghệ. Yeah, văn nghệ đi. Yeah. Gọi là Hope in the Community. Yeah. Thì có rất nhiều người ca sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ. Đa văn hóa. Sẽ tới trình diễn những buổi văn nghệ. Hy vọng là quý vị có thể đưa con em mình ra cái park đó, cái Miles Square Park đó, để tham dự chương trình. Theo tôi biết thì sẽ có thức ăn miễn phí nè, có những cái quà tặng rất là đắt giá, và có những cái triển lãm về những cái chương trình, đặc biệt là những cái chủ yếu về chương trình lo về cái vấn đề mà tâm lý, tâm thần trong cộng đồng của mình, thì họ sẽ tới và họ sẽ tiếp xúc với quý vị. Cái chương trình này thì bắt đầu từ 12 giờ tới 4 giờ. Dạ vâng. 12 giờ đến để quý vị đăng ký để nhận được cái thẻ mà đi lấy đồ ăn miễn phí. Và cái buổi văn nghệ sẽ bắt đầu từ lúc 1 giờ theo tôi biết.
quý vị mà ở gần Mile Square Park thì biết là đậu xe nó hơi khó, tại vì cái park đó vào những cái buổi trưa như vậy thì có rất nhiều người tụ tập ở đó để sinh hoạt với nhau. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà quý vị có thể đến để sinh hoạt với cộng đồng đa chủng tộc. Tại vì này không có chú trọng cho người Việt Nam mình nói riêng, nhưng mà cho tất cả mọi người. Và những cái người nhạc sĩ đó thì có những người nhạc sĩ người Mỹ da trắng này, người Mễ này và người Á Đông. Không biết là có một nhạc sĩ người Việt Nam nào không. Nhưng mà có những ca sĩ, nhạc sĩ mà đang xem TV mà muốn vào cái chương trình này thì xin liên lạc với tôi và anh Peter. Thì mình sẽ sắp xếp cho quý vị lên hát một vài bản. Những cái buổi, tại vì cái buổi chương trình này là bất vụ lợi, nghĩa là và lại miễn phí, thành ra những người ca sĩ này họ đóng góp vào chương trình miễn phí cho chúng tôi. Thì hy vọng quý vị sẽ ra để tham gia với nhau. Tuy rằng đây là một cái buổi ca nhạc, nhưng mà cái người hướng dẫn chương trình sẽ hướng dẫn quý vị tham gia vào những cái buổi ca nhạc này, và nó có những cái đề tài nói về tâm thần này, nói về sức khỏe tâm thần, và nói về stigma, nghĩa là cái kỳ thị như thế nào, và đặc biệt nhất là họ sẽ giúp cho phụ huynh làm cách nào để nói chuyện và thông hiểu con em của mình hơn, và cũng sẽ giúp cho con em của mình làm thế nào để thông hiểu cha mẹ của mình, nhất là khi mà gia đình bị stress. Thì tôi được biết là cái người mà điều khiển chương trình này rất là giỏi, một người nhạc sĩ, ca sĩ rất là giỏi. Chúng tôi đã mời được ông ấy đến để điều khiển chương trình. Tôi biết chắc chắn là sẽ có nhiều người tới. Không biết là cái số thức ăn nó có giới hạn hay không, thì quý vị tới cái chương trình đó càng sớm càng tốt. Xin anh đăng lại cái màn hình này, cái màn ảnh này về đó. Thì nghe ra thì quý vị đến là ngày trưa chủ nhật, đến chúng ta vừa ăn trưa, chúng ta có quà tặng, chúng ta được lấy những cái gọi là được kiếm được những cái thông tin giáo dục mà rất là bổ ích, và được nghe nhạc, được nghe những cái, nghe nói là những người giảng thuyết cũng nói về những vấn đề này. Thì nói chung đây là một cái buổi trưa rất là bổ ích, chắc Peter sẽ đi đó để mà đến. Và cái này không hẳn là mình phải có người thân có bệnh tâm thần, quý vị. Quý vị là người bình thường không cũng đến cũng được, là để mà hiểu thêm. Không hẳn phải là mình đang có bệnh tâm thần hoặc là người thân, không cần phải như vậy đâu. Chúng ta chỉ là thấy, biết rằng chúng ta có chương trình, thấy chương trình này thấy rảnh đến rồi xong. Nếu như mà quý vị, tôi nghĩ là tất cả mọi người của mình ai cũng có quen bạn bè, người thân hoặc là người hàng xóm của mình có stress, có khủng hoảng tinh thần, thì đây là một cách mà tới để mình học hỏi thêm, và nhất là tới cái park có những cái bản nhạc như vậy, nó sẽ giúp mình khuây khỏa hơn. Quý vị mà có con em của mình mà có vấn đề mà nói chuyện với nhau, thì đây là một cơ hội tới để cha mẹ với lại con của mình học cách như thế nào mà mình có thể có một cái relationship mà nó tốt lành hơn. Thì cái người điều khiển chương trình này rất là giỏi về cái vấn đề đó. Tôi phải đánh chánh là cái chương trình này là những cái khúc nhạc này là nhạc thông thường bằng tiếng Anh hiện nay, thành ra con em quý vị sẽ rất thích thú. Và thì cũng gần cuối chương trình rồi, thì cảm ơn quý vị đã xem chương trình hôm nay, và hy vọng rằng sẽ gặp được quý vị. Những người nào mà muốn đi học, xin gọi ghi danh với chúng tôi. Sau số chương trình chúng tôi đã để lại số phone để cho quý vị liên lạc. Thì rất là mong gặp quý vị, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ đem lại được cho quý vị nhiều cái lợi ích về vấn đề kiến thức về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần, để giúp đỡ cho quý vị và gia đình. Bác sĩ Châu có vài lời cuối cho quý vị, chúng ta chào. Cảm ơn anh Peter và cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình như vậy. Thì hy vọng quý vị sẽ vào những cái lớp học mà bổ ích cho quý vị, và nhất là tham gia tới cái chương trình văn nghệ Hope in the Community vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 từ 12 giờ tới 4 giờ. Xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một mùa hè thật là vui vẻ.